looking out for a new horizon. Reaching out, I can almost see the place. Holding on with a heart that's frozen in the dark, but I am not afraid. No, I am not afraid. We'll be free, but I don't know where we're going. You and me, this is our life and we own it. Like lions in the wild. Like lions in the wild. Like lions in the
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cũng như ban lãnh đạo của công ty, thì hôm nay chi nhánh Đông Anh thành phố Bắc Giang long trọng tổ chức lễ chia tay du học kỳ học tháng 9 năm 2018. Tổng kết ngày chia tay ngày hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Giang, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, các giám đốc trung tâm giáo dục xuyên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tiếp cận và tư vấn về chương trình này. Và đặc biệt là cảm ơn các quý phụ huynh đã tin tưởng công ty, ủy quyền cho công ty giúp các em thực hiện ước mơ của mình. Và có nền phát triển rất là cao, đặc biệt hơn là cái nền ngành giáo dục. Nên cho nên là tôi mong muốn rằng không phải riêng con gái của mình mà tất cả những người cha người mẹ cũng mong rằng các con của mình sẽ thành đạt. Và chuyến đi của năm 2018 này chúng ta sẽ thành công, và cái lớp trẻ này sẽ mang về những kiến thức tốt đẹp để xây dựng quê hương đất nước của không những là trong tỉnh Bắc Giang mà đất nước Việt Nam mình càng ngày càng sẽ tốt đẹp hơn. Để trở về, đúng không ạ? Trở về để xây dựng quê hương đất nước, để xây dựng gia đình hạnh phúc và để xây dựng tương lai tươi sáng. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị ạ. Kính thưa hội đồng quản trị của Nhật Anh Group, kính thưa các thầy, các cô, là hiệu trưởng, là đại diện của các trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, kính thưa toàn thể các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, cuối cùng thì một lộ trình trong một kế hoạch chúng ta đã hoạch định trước, đấy là kế hoạch cho con em chúng ta sang du học tại Đài Loan, và chúng tôi cũng đã tiến hành buổi hôm nay. Mục đích vừa là trực tiếp để báo cáo tình hình tình trạng, cũng như để tri ân cảm ơn đến tất cả các thầy các cô, các bậc phụ huynh học sinh cùng toàn thể các em học sinh của chúng tôi, với một sự quyết tâm và với một tinh thần, một lý trí, và đến hôm nay có buổi lễ chia tay này. Đại diện về phía ban đối ngoại của công ty, chúng tôi cũng muốn báo cáo một chút về kế hoạch tiếp theo của con em chúng ta. Buổi hôm nay với xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và chính là chính phủ Việt Nam chúng ta đang cố gắng để thực hiện, sau 4 năm nước tương lai này 32 em trở về Việt Nam, đặc biệt trên những em hộ khẩu tỉnh Bắc Giang, tôi tin rằng với kiến thức ở nước ngoài mang về, các em sẽ cống hiến cho tỉnh nhà nói riêng cũng như là Việt Nam chúng ta nói chung với kiến thức đã học được. Và tôi rất là cảm động khi cái buổi hôm nay lần đầu tiên và cũng là kỳ nhập học đầu tiên của đơn vị Nhật Anh chúng ta là đã làm thành công, dù nhỏ nhưng đã quyết tâm làm được, và làm đến giờ này chúng tôi đã khẳng định 32 em có mặt ở trên sân khấu hôm nay để tổ chức buổi tiệc chia tay này. Chúng tôi đã có 32 tấm vé máy bay và 32 tấm visa của các em. Và một điều cuối cùng, xin chúc các em khi sang các trường đại học Đài Loan, các em cố gắng không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, cũng như không phụ lòng công sức của các thầy các cô đã đào tạo các em thời gian qua. Xin cảm ơn tất cả.